Sáng qua tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hương Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên Hương Yên sáng tạo khởi nghiệp năm 2021 và tọa đàm chuyển đổi số động lực từ thanh niên khởi nghiệp. Thông qua các cuộc trao đổi, trò chuyện của các chuyên gia, các nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp, trong hơn 2 giờ đồng hồ, các bạn trẻ tham dự chương trình đã được tiếp cận những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, những khó khăn thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng, những kết quả ban đầu trong thực hiện chuyển đổi số ở Hưng Yên, buổi tọa đàm đã có những gợi mở đầy hấp dẫn cho các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp từ chuyển đổi số. Các đại biểu mong muốn sau chương trình này, phong trào ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên Hưng Yên tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ tinh thần sung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần xây dựng quê hương hương yên ngày càng giàu đẹp văn minh